Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ hai ngày 25 tháng 4 với các tin tức đáng chú ý trong ngày. Việt Nam tổ chức hội thảo về Biển Đông. Bà Ngô Đình Nhu từ trần tại Italia. Kính thưa quý vị, chính phủ Việt Nam sẽ tổ chức một hội thảo quốc gia về Biển Đông tại Hà Nội vào ngày mai thứ ba. Buổi hội thảo do Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao tổ chức với sự góp mặt của khoảng 80 học giả và nhà nghiên cứu về Biển Đông. Với chủ đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, lịch sử, địa chính trị và luật pháp quốc tế, hội thảo lần này chủ yếu tập trung vào 4 vấn đề chính. Thứ nhất là cơ sở pháp lý và chủ quyền của các bên. Thứ hai, tình hình tại vùng biển tranh chấp. Thứ ba, các công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và hợp tác. Và cuối cùng là đề xuất cho chính sách Việt Nam. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia về Biển Đông. Buổi hội thảo được tổ chức trong lúc có những ý kiến đánh giá về tình hình tranh chấp tại Biển Đông có phần thêm phức tạp. Đại Á Châu tự do có từ trình chi tiết về các cuộc hội thảo ở Biển Đông cũng như phỏng vấn một số chuyên gia về vấn đề này. Mời quý vị vào đọc nghe và xem tại trang web www.rfa.org/vietnamese. Thưa quý vị, sáng hôm nay, tuần dương hạm Vandermeer của Pháp đã cập cảng Hải Phòng, bắt đầu chuyến viếng thăm 6 ngày. Giao đón tuần dương hạm Vandermeer, phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân cùng đại diện thành phố Hải Phòng. Phía Cộng hòa Pháp có đại sứ tại Việt Nam ông Jean-François. Theo lịch trình, thủy thủ đoàn trên tuần dương hạm Vandermeer sẽ thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 các sĩ quan Pháp trên tuần dương hạm Vandermeer cũng sẽ thăm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh với mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác của hai nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 khai mạc kỳ họp thứ 39 tại Hà Nội vào sáng sớm hôm nay. Tại phiên họp này thì các đại biểu tập trung đánh giá vào 3 vấn đề chính. Thứ nhất là kết quả xử lý trách nhiệm cá nhân trong vụ Vinashin, thứ hai là chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và thứ ba là không thông qua dự luật Thủ đô. Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sai phạm của Vinasin, vì theo ông, ba vấn đề lớn chưa được giải quyết bao gồm tái cơ cấu tập đoàn, thanh tra xử lý và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Vấn đề chỉ số giá tiêu dùng cao trong tháng 4 cũng được mang ra bàn thảo. Cũng tin liên quan kính thưa quý vị, Quốc hội khóa 13 sẽ được bầu ra vào tháng 5 tới đây, dự kiến sẽ khai mạc phiên họp đầu tiên vào ngày 21 tháng 7 và kéo dài 22 ngày. Trong đó, Quốc hội sẽ dành 14 ngày bầu lãnh đạo các cấp. Và thưa quý vị, bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Trần Lệ Xuân đã qua đời ngày hôm qua 24 tháng 4 năm 2011 tại Italia. Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924, em dâu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm bà là vợ của ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, bà cũng là dân biểu quốc hội và là chủ tịch hội phụ nữ liên đới. Bà Nhu được nhiều người biết đến với những hoạt động trên chính trường thời đệ nhất Cộng hòa ở miền Nam. Trong vụ đảo chính hồi năm 1963, bà đang công tác ở nước ngoài và từ đó bà đã sống tại Pháp và tại Ý. Bà Trần Lệ Xuân sinh tại Hà Nội, mẹ của bà là Thân Thị Nam Trân, cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại. Cha của bà là luật sư Trần Văn Chương. Được biết, trước khi qua đời, bà Trần Lễ Xuân sống một mình, cắt đứt mọi quan hệ với các nhân vật chính trị và chỉ dành thời gian viết hồi ký. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả những chương trình truyền hình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại website www.youtube.com gạch chéo Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý chị và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.